Anh nghe cầm tay chị Việt, lấy cái máy anh qua luôn. Đây đâu điện thoại. Đâu điện thoại. Còn này là để gắm vô. Tính con chị á. Em mà hai nha. Cái này là nó mua gắn cho hai người anh ở Dĩ An. Dĩ An Bình Dương. Anh Khải, Khải, Lương Quang Khải. Lương Quang Khải đây. Khải nhà tu hai anh em. Hai anh em. Rồi cho căn nghỉ mà cái ta long mà lên tại chỗ lấy luôn nè, đang tiếp đi thôi. Mình nói là lên trên phòng mà nói thôi được rồi ở đây rồi. Đừng có ép nó quá. Đó. Ở đây. Đây nè, ví dụ hướng 1 giờ đấy. Đó, nó cứ hướng 1 giờ nó sẽ ok, tôi đánh giờ nó thôi.